ta vừa cứu ngươi, chữa lành vết thương cho ngươi, bây giờ ngươi có thể bay được rồi. Lát nữa ta sẽ thả mày về với trời nghe chim. Ha, chúc mừng Trần Sinh huynh. À, tên của huynh nó nằm trình hình trên cái bảng vàng rồi. Chúc mừng Trần Sinh huynh đã đậu cử nhân nha. Ngươi không nói ta cũng biết. Sao? Tên của ngươi có trên đó không? Bây giờ tên của đệ thì làm gì có trên bảng vàng. Đệ ăn học chỉ để cha mẹ vui thôi, chứ con chữ nào biết tên của đệ. Ngươi thiệt là tệ hại, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng không chịu học hành. Nè, uống liền à. Nó đang chơi chim. Như bây giờ nó nói chuyện với con chim luôn rồi. Đúng là tình yêu. Tại ta uống. Mà sao không hiểu, tại sao năm nào hắn cũng vác liều trọng đi thi hết. Kỳ lạ thiệt. Thật là vô phúc cho nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu nổi tiếng giàu có và sinh ra những quý tử thông minh hơn người. Vậy mà tới đời này sinh ra một đứa ngốc nghếch ngờ nghệch. Triệu Phúc huynh. Huynh có lên coi bảng vàng chưa? Ta thấy hình như có một cái tên, nó là tên của đại huynh ta đỗ cử nhân đó nghe. Chúc mừng Trần Ngọc huynh. Người điên à? Tao là Trần Sinh. Tôi xin lỗi. Không có xin lỗi gì hết. Ngươi đã biết lỗi thì trầu gụ này ngươi phải trả hết. Đúng. Ngươi đã phạm húy. Phạm húy á, ở trong thi cử á, là có thể chém đầu á, biết không? Hả? Ngươi trả chầu rượu này là quá rẻ rồi. Ngươi còn đứng đây nữa hả? Tao kêu cả làng tới cho ngươi đãi bây giờ. Đi về. Vô đại ca. Vô. Đại huynh. Hết rượu rồi. Kêu thêm đi. Thôi đại huynh ơi, mình uống bao nhiêu đây là đủ rồi. Để mình lấy sức mình về nhà mình còn nhậu tiếp. Vô đại huynh, dạ. Sau này có thăng quan tiến chức thì nhớ tới hiền đệ Trần Ngọc nha. Ừ. Đại huynh. Tất nhiên rồi. Tính tiền bà chỗ. Có ngay, có ngay. Dạ 50 đồng. Bình rượu này bao nhiêu? Dạ bình rượu này chỉ có 2 đồng. 2 đồng sao tính tôi 50 đồng? Dạ bên kia 48 đồng. Sao tự nhiên tôi phải trả tiền cho luôn bên kia vậy? Dạ tại vì bên kia nói bên này phạm quý. Không, tôi chỉ trả 2 đồng của tôi thôi. À, dạ thôi khỏi trả 2 đồng. Vậy là thằng này nó còn quyết tính. Dạ đoán. Tính tiền 50 đồng. 50 đồng đúng không? Dạ. Dạ bên này là 48 đồng. Tính tiền bên kia. Dạ bên kia nó không chịu trả. Đệ. Sư hả? Dạ. Lâu. Giang ra bà chủ. Mày ha. Mày đứng lên mày. Mày đứng lên. Hôm nay tôi ăn thua đủ với mày. Mày Triệu Phúc, bây giờ tôi hỏi mày có trả tiền hay là không? Tôi không trả. Không trả mày? À. Mày không trả tao giọng cái này cho con mắt mày nè. Trời ơi, cái gì vậy? Ây da, ây da. Ông sao? Ông da. Ây da, ây da. Sau này tránh xa Triệu Lan của ta ra nghe chưa? Đúng là Triệu Tàn ta là liệu hôn vậy có được chưa? Dạ. Bất giận, đi về. Tránh xa ra nghe chưa bà chủ? Dạ. Cái tiền nè. Dạ. Trả 50 đồng vậy. 2 đồng. Đi về chồng. Liệu hôn á? Đi Triệu Lan. Triệu Lan. Tại sao nàng cứ muốn làm ta mất mặt hoài vậy? Để cho bọn họ chơi cười ta là sợ nàng. Nàng hài lòng nàng chưa? Triệu Lan à, tại vì mà tại vì á, chàng khờ khảo quá à, nên bị người ta ăn hiếp. Mà mỗi lần mà chàng bị người ta ăn hiếp á thì thiếp phải ra tay cứu vớt chàng. Ta cấm nàng nói ta khờ khảo. Ta không có khờ khảo. Vậy thôi, thiếp không nói nữa. Nàng mà nói ta khờ khạo nữa, ta sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà. Nàng có nghe rõ chưa? Không nói. Thiếp nói chàng nghe này nè.
Từ rày về sau á, chàng bỏ cái vụ thi cử đi chàng. Trời ơi, từ hồi nào đến giờ á, chàng thi quá trời luôn mà có đậu lần nào đâu. Thi 4 lần rồi, đừng thi nữa nha chàng. Ơ, chàng, ta nhất định phải thi. Bộ nàng quên lời cha dặn trước khi lâm chung sao? Tới đời của ta, ít gì ta cũng là cử nhân, để cho cha ta được nở mày nở mặt nơi chính suối. Vậy thôi, từ rại về sau á, chàng cứ ăn xong rồi lo học hành để đi thi cử, nghe chàng hen. Công việc nhà để ra thiếp lo, nghe chàng nha. Thương quá à, lo thi nha. Đâu đâu đâu, đóng cửa quán rồi, đóng cửa quán rồi. À, sao vậy? Trời ơi, còn hỏi sao nữa. Tôi bán cho cậu á, đây rồi lát á, bà vợ la sát của cậu tới đây phá nát quán tôi hết, làm sao tôi buôn bán được. Thôi thôi, cậu đi về tôi đi. Không, bữa trước tôi về tôi nói với vợ tôi rồi, vợ tôi không có như vậy nữa đâu. Vợ cậu là bà la sát đó. Từ làng trên xóm dưới ai không biết vợ của cậu là tay võ nghệ cao cường. Mà nói chi xa lạ, cậu cũng thấy mà. Đó, hôm bữa vợ cậu đó đánh cái tụi Trần Sinh á, Nhự Tử đó, cậu có chứng kiến mà. Vợ tôi hứa là mai mốt không có như vậy nữa, mà bán rượu cho tôi đi, tôi trả tiền. À, rồi đợi chút. Cảm ơn bà chủ. Tại huynh hôm nay mình vô mình uống chỗ quắc cái mỏ rồi mình đi về. Chẳng quên. Trời ơi, nó nữa kìa. Quên. Vợ mày đâu? Vợ của nhà ngươi đâu? Bữa nay vợ đệ không có đến. Mày tới số mày rồi. Vợ mày, mày không đến hả? Mày ngồi xuống mày. Dạ. Ê. Ai cho ngươi ngồi? Đứng đi. Ta không muốn dính líu tới ngươi. Ngươi đi chỗ khác chơi đi. Đi đi. Cho đệ xin lỗi hai huynh chuyện lần trước. Ngươi muốn xin lỗi đúng không? Dạ. Đại huynh thật là cao kiến. Nhìn cái mặt lần này là trời ơi, cái mặt nó thông minh quá. Chắc nó làm được đó. Nè. Triệu Phúc, dạ. Nghe cho rõ đây. Nếu ngươi muốn xin lỗi thì đêm nay ngươi đến đền thờ Diêm Vương, mời vị Lục Phán Quan ra ngoài sân uống rượu với chúng ta. Nhớ nghe, Lục Phán Quan. Như vậy thì mới chứng tỏ ngươi không phải là kẻ hèn nhát. Chính xác. Hả? Đợi không có hèn nhát, nhưng mà Lục Phán Quan đệ sợ lắm, đệ không dám đâu. Với lại đêm hôm khuya như vậy đâu có ai dám tới đó đâu. Như vậy ngươi chính là kẻ hèn nhát. Trời ơi, tại mày không biết đó thôi. Ngày xưa đại huynh của ta nè, đã từng mời Lục Phán Quan ra ngồi nhậu chung. Ông mới truyền đạt kinh nghiệm về thi cử cho đại huynh ta đậu được chức cử nhân. Nếu ngươi không đi, ngươi sẽ trở thành một con rùa rút cánh. Gì? Mày làm gì có rùa cánh? Rùa rút cổ. Rùa rút cổ. Nói tóm lại là rùa rút cánh hay rút cổ. Thôi, ta không muốn nói nhiều với người nữa. Mặc kệ là cánh hay cổ, nếu người không đi, người sẽ trở thành một kẻ hèn nhát nhất thế gian này, ha đại huynh ha. Đúng rồi đó. Đệ không có hèn nhát. Vậy ngươi đi đi. Được rồi, để đệ đi. Nè, đại huynh. Nè, nhớ cho kỹ, nếu ngươi làm sai lời hứa thì ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của hai ta. Không xưng huynh đệ đâu nghe, ngươi phải đi theo hai ta để mà phục vụ đó. Nhớ cho kỹ đó. Đại biết rồi. Đi đi. Đại đi. Ê. Hôm nay. Nè. Bẩm Phán Quan, con là Triệu Phúc, là người trần mắt thịt. Hôm nay con đến đây không có làm điều gì sằng bậy, chỉ muốn mời Lục vị Phán Quan râu rậm ra ngoài uống rượu với các huynh đệ. Tên ngông cuồng kia, nhà người dám mạo phạm đến thần thánh, ta phải trừng trị nhà ngươi để đời.
con không có dám mạo phạm đến ngài. Con là kẻ đầu óc ngu dốt, thi 4 lần đều bị rớt, bị mọi người chê cười chế nhạo. Hôm nay các huynh đệ kêu con vô đây, mời lục vị phán quan ra ngoài uống rượu. Nếu mà con không mời được ngài thì các huynh đệ sẽ bắt con làm trâu làm ngựa để mà sai khiến. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là người học trò khờ khạo, nhưng được một cái tấm lòng thật thà tốt. Thôi được, ta sẽ cho những người mượn kim thân của ta đem ra ngoài. Xin cảm ơn phán quan. Anh Như nói. Đúng là cái thằng này thằng đại ngốc của làng mình. Kêu nó khiêng phán quan qua mà bây giờ nó cõng ông thần tài ra. Kệ, cũng vui đại huynh. Vui, con phán có thần tài. Nhà ngươi vừa nói gì? Cặp bạn quan. Bạn phán quan trong chỗ cũ đi. Thằng này nó mới đụng tới thần linh nha. Trời ơi, nó to gan quá. Ủa, hai huynh kêu để mời phán quan ra nhậu chung mà. Ta không nhậu gì nữa hết. Bạn phán quan trong chỗ cũ đi. Đi. Đưa vô chỗ cũ đi. Đi về. Đi không có được. Nó cứng nhắc luôn rồi. Đi về. Hai huynh ơi, rượu đâu? Con xin lỗi phán quan, bây giờ mời phán quan ra đây mà không có rượu cho phán quan uống. Không mấy phán quan không chê, con mời phán quan về nhà của con uống rượu với con. Nhà con lúc nào cũng có rượu ngon để mời phán quan hết. Nhà con ở gần đây nè. Quên cứ uống thoải mái. Ta sẽ đi đậu mà sao khi hoài vẫn không đậu. Đúng là ngươi có một cái trái tim nhân hậu, nhưng lại không được thông minh sáng suốt thì làm sao thi cử đậu được chứ. Thôi, để ta giúp ngươi một phen. Làm gì vậy? Ta đã xem xét thân thể của đệ, thấy trái tim đệ thiếm khuyết không thông, đệ kém thông minh vì tâm của đệ không có sáng suốt. Ta đã thay cho đệ một trái tim mới của một người thông minh. Khi đệ đã có trái tim mới này thì đệ sẽ được khai thông trí óc. Huynh đã thay tim cho đệ. Xin đa tạ lục huynh. Khoan, nói chuyện ơn nghĩa, bây giờ hãy nằm ngủ một giấc đi. Ta đi cất trái tim của đệ đây. Triệu Lan ơi, Triệu Lan, chàng đâu rồi sao không vô ngủ? Trời ơi, Triệu Lan, dậy, vô phòng ngủ nè, chàng. Triệu Lan! Cái gì? Nàng làm cái gì mà la dữ vậy? Ta đang ngủ mà. Trời ơi, Triệu Lan ơi, sao mặt của chàng
Mặt ta sao? Mặt của chàng nhìn sáng láng quá hả? Nhìn đẹp trai quá hả? Trời ơi, sao kỳ vậy nè? Xin đa tạ Lục huynh đã giúp đệ. Lục huynh là ai? Mà Lục huynh sao giúp đệ được? Ta sẽ kể cho nàng nghe. Xong chưa? Dạ xong rồi chàng ơi. Sao lâu quá vậy? Quay dạ, ta coi. Xong rồi. Cái gì vậy? Sao bữa nay trang điểm xấu quá vậy? Ăn mặc nữa kìa, không ra cái gì hết. Xấu quá. Nãy giờ á, thiếp thai là bộ thứ 5 rồi. Hôm nay là lễ hội đình làng của chúng ta. Tất cả các tiểu thư, phu nhân, ai cũng ăn mặc rất là xinh đẹp. Còn nàng kìa, nhìn lại mình đi, ăn mặc thì không giống ai. Thiếp xưa giờ vẫn vậy mà. Từ ngày mà chàng thay đổi thành người khác á, đẹp ra, sáng láng ra. Lúc nào chàng cũng chơi thiếp, rồi xa lánh thiếp không à. Thiếp nghĩ á hả, trước sau gì á, chàng cũng đi kiếm thời thiếp mới mà bỏ thiếp à. Cái gì? Nàng đang khóc hay cười vậy? Giờ thiếp khóc. Khóc cái gì mà xấu quá vậy? Xấu. Chàng, thiếp vẫn vậy mà chàng. Tại sao ta có thể chịu đựng sống chung với một người vợ xấu xí mà quê mùa như vậy được? Lục huynh, mời huynh ngồi. Ta nghiền đệ nói là đệ đi dự lễ hội. Người ta sao không đi mà ở nhà mặc bụng hiu vậy? Lục huynh, huynh hãy giúp đệ lần này đi. Đệ không thể tiếp tục nhìn mặt nương tử xấu xí của đệ nữa. Ngươi định giết nương tử của ngươi hay sao? Ngươi đừng có ác đức như vậy. Nương tử của ngươi tuy mặt mày xấu xí nhưng tánh tình rất tốt. Tốt với ngươi biết là bao nhiêu. Không, huynh hiểu lầm ý của đệ rồi. Đệ biết nương tử của đệ tánh tình rất là tốt, nhưng ngặt nói mặt mũi quá xấu xí, đi cùng với đệ á đúng là không có tương xứng chút nào cả. Ngươi thật là quá đáng. Ta thấy từ ngày thay thêm cho ngươi, ngươi là sao lãng chuyện học hành, thường xuyên lui tới tủ lầu giao như những người hư hỏng. Kìa Lục huynh, huynh đừng có nặng lời với đệ như vậy được không? Bao nhiêu ngày đệ bị thiên hạ coi thường, trêu chọc là ngu si ngốc nghếch khờ khệch, bây giờ đệ phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Lục huynh, coi như là để năn nỉ Lục huynh giúp cho nương tử của đệ. Cô ấy xấu xí, cô ấy cũng buồn lắm chứ. Nói tới nói lùi đệ cũng nhắc tới cái chuyện này. Thôi được rồi, ta nhớ rồi. Hôm nay có một vị tiểu thơ nhà họ Lê vì hiểu mạng đã qua đời, cho nên phèm nếu được ta sẽ thay đầu cô ấy cho vợ của ngươi. Cảm ơn Lục huynh. Như vậy là sẽ được tất cả mọi người kính phục. Lúc đó không ai dám coi thường ta nữa. Đầu tiên ta sẽ dùng quyển sách này để cải tử cho các quan ở trong triều đình.
Như vậy chẳng phải ta sẽ được nhiều bổng lộc và chức tước sao? Đúng rồi, lúc đó ta đâu cần học hành chi cho mệt ốc. Khủng khiếp quá. Bây giờ thì sẽ hoán đổi thủ cấp của nương tử ngươi và kiểu thơ họ Lê. Tìm được thần y cho ta chưa? Dạ thưa lão gia, con tìm được thần y rồi. Ông đâu? Ông ấy cũng đang trên đường sắp tới đây rồi đó. Vậy hả? Dạ. Mà bệnh tình của bà ra sao rồi lão gia? Trời ơi, khổ quá. Lão phu nhân nhà ta nằm mê man 3 ngày rồi. Mà cái tay chân cứ quơ quơ vậy mà miệng nói là cho ta đi theo giới, cho ta đi theo giới, không biết bệnh gì. Lão gia cứ yên tâm đi. Hả? Rồi bà sẽ được chữa khỏi mà. Ồ dạ. Ông thần y này á đã nhận lời rồi á thì dù người có sắp chết cũng sẽ sống lại mà nói. Trời ơi, ông thần y nào mà tài giỏi quá vậy? Nhưng có điều á là ông thần y này á, ông đòi vàng bạc cao lắm. Cái đó thì không lo hả? Dạ. Ta trả vàng bạc bao nhiêu cũng được, miễn cứu được cái mạng phu nhân ta thì đâu. Dạ. Ông ấy đâu? Kìa. Ông vô kìa. Xin chào Dương lão gia. Dạ, chào thần y. Phán huynh, nhà ngươi thật là quá quắt, dám ăn cắp cái sổ sinh tử mà cải tử hoàn sanh cho những người không tốt, đi cầu mưu danh lợi cho cá nhân riêng mình. Nhà ngươi biết những người làm như vậy ta sẽ bị Diêm Vương chặt đầu hay là không? Sanh tử một ngày trên thế gian có biết bao nhiêu mạng người, để chỉ cải một người trong quyển sổ này thôi, Diêm Vương ông làm sao biết được? Huynh đừng có quá lo. Ta cho nhà ngươi trái tim để nhà ngươi ăn học cho rạng rỡ dòng họ. Tại sao nhà ngươi đã làm những điều bất nhân như vậy chứ? Kìa Phán huynh, mình là huynh đệ của nhau, sao huynh lại nặng lời với đệ như vậy? Bây giờ á, đệ vừa giàu có lại thông minh hơn người nữa, chắc chắn sau này cái chức chi phủ sẽ nằm trong tay của đệ thôi. Việc gì đệ phải học hành chi cho cực khổ vậy? Nếu nhà ngươi đã nói như vậy thì kể từ hôm nay tình huynh đệ của chúng ta chấm dứt. Phán huynh, bộ huynh nghĩ là huynh lấy quyển sổ này á là đệ không có kiếm ăn được hả? Nói cho huynh biết, đệ đã thuộc nằm lòng tất cả những gì trong quyển sổ này ghi rồi. Đệ đọc cho huynh nghe nè. Cái tên Đỗ Minh, nhà của hắn rất là nghèo, không có nơi nương tựa, được cái là chỉ thú xích đèn. Sau này chắc chắn hắn sẽ thi đỗ đạt tới chức khâm sai. Bây giờ đệ sẽ tới tìm hắn để mà cưu mang cho hắn. Sau này hắn đỗ đạt công danh rồi, hắn sẽ đền đáp cho đệ. Bà chủ. Dạ. Bà có biết cô nương kia là ai không? À dạ biết, là thiếp của Triệu Phúc á. Thiếp? Ừ. Là sao vậy? Chuyện là như vậy, là Triệu Phúc có vợ lớn, mà tại vợ lớn xấu quá mới tống cổ vợ lớn ra khỏi nhà, rước ả đó về làm thiếp. Mà ngộ lắm nha, ả này công nhận đẹp hơn vợ lớn, nhưng mà tánh tình y chang nhau, giữ như bà La Sát vậy đó. Nhưng tại sao cô ta lại giống tỷ của ta tới như vậy? Dạ cái đó không biết. Dạ. Nếu như tỷ ta còn sống thì hắn sẽ không dám làm chuyện đồng trai này được.
Hoàng tỷ, đúng là tỷ rồi. Đệ nè, mà tại sao mẹ nói tỷ đã chết vậy? Ngươi là ai? Ngươi nhận nhầm người đó. Tao phải tỷ của ngươi. Nhưng mà tỷ của đệ mà, chúng ta là chị em ruột mà. Đệ đây, lấy tánh đây. Ta nói là ngươi nhận nhầm người rồi. Tao phải tỷ của ngươi. Tỷ để gì? Tránh ra cho đi. Không ta đánh nè. Tránh ra. Nhưng nè huynh đài, nếu những lời huynh đài nói là sự thật thì ta đây sẽ giúp huynh đài làm sáng tỏ mọi việc, lấy lại danh tính cho đại tỷ của huynh đài. Có thật không? Lê Tánh, người tố cáo Triệu Phúc đã dùng ma thuật vu oan đại tỷ của ngươi, vậy ngươi có bằng chứng gì không? Dạ, bằng chứng thì tôi không có. Nhưng mà tôi chắc chắn đây là đại tỷ của tôi. Dạ bẩm quan, con là vợ của Triệu Phúc, con không quen biết người này. Lê Tánh, người giống người là lẽ thường tình. Nếu ngươi chứng minh được thê tử của Triệu Phúc là đại tỷ của ngươi thì ta mới có thể xét xử được. Dạ xin quan, cho Triệu vào hai nhân chứng. Truyền cho hai nhân chứng vào. Thưa đại nhân, tiện dân là Trần Sinh. Dạ Trần Ngọc. Bái kiến đại nhân. Được. Thế nào? Thưa quan, Lê Tánh đã nhờ tiện dân về quê nhà của huynh ấy để tìm hiểu thực hư và tìm rõ chứng cứ. Thưa quan, vậy ngươi có tìm được chứng cứ gì không? Dạ thưa quan, đúng là đại tỷ của huynh ấy đã chết cách này 3 tháng. Nhưng mà đã qua đời rồi à? Nhưng sao ngươi không nói tiếp? Thưa quan, sau khi nghe tiện dân trình bày về việc Lê Huynh đã gặp đại tỷ của huynh ấy thì cha mẹ của Lê Huynh đã cho đào mồ tiểu thư lên và phát hiện đầu của tiểu thư đã bị mất và thay vào đó là đầu của một người khác. Thưa quan, đầu của người khác là ai ngươi biết không? Thưa quan, cái đầu đó hiện giờ vẫn đang bọc kín và chờ sự cho phép của quan sở tại được mở ra. Nhưng mà tiện dân nghĩ... Ngươi cứ nói tiếp. Thưa quan, tất cả chuyện này là do tên Triệu Phúc đã dùng tà thuật để đổi đầu của tiểu thư họ Lê vào người của nương tử hắn, vì nương tử của hắn có khuôn mặt rất là xấu xí. Thưa quan, dạ chuyện này con có thể làm chứng. Thưa quan, vì con đã một lần giáp mặt với vợ y. Bẩm quan, tên này không có chứng cứ, còn ăn nói hàm hồ. Hắn không có chứng cứ để chứng minh nương tử của Thảo Dân là con gái của Lê Gia. Thảo Dân không phục. Thưa đại nhân, có người nhà của Lê Gia xin cầu kiến. Được, chơi vào đi. Dạ. Dạ, bẩm quan lớn, con là người nuôi dạy tiểu thơ từ nhỏ, nghe tin tiểu thơ còn sống nên con đến để gặp mặt à. Được, vậy bà hãy nhìn người phụ nữ kia coi có quen biết gì không. Dạ đúng rồi, đúng là tiểu thơ nhà con rồi quan à. Đúng là thân người có thay đổi, nhưng gương mặt thì đúng y như tạc. À, phía sau tay trái của tiểu thơ có một nút ruồi son. À, dạ đúng rồi, đúng là tiểu thơ nhà con rồi quan à. Dạ bẩm quan, bà ấy nhận làm người rồi. Tôi mà tiểu thơ nhà bà. Bằng chứng đã rõ ràng rồi. Tên Triệu Phúc đã dùng tà thuật đổi đầu tiểu thơ của nhà họ Lê. Ta sẽ yêu cầu chuyển xác và cái đầu kia đến để nhận dạng. Nếu đúng là đầu nương tử của nhà ngươi, ngươi sẽ bị chém đầu vì tội dám dùng tà thuật để hại người. Lính đâu, giam hai tên này vào ngục để chờ xét xử. Bẩm quan, quan cho tôi, tôi không có làm chuyện này. Tôi không có dùng tà thuật, tôi không có đổi đầu con gái của Lê Gia. Tất cả chuyện này là do phán quan làm. Mong quan xem xét. Xin quan xem xét lại. Phán quan là ai? Dạ bẩm quan, phán quan là Lục Phán Quan, cai quản sổ sách sinh tử ở đền thờ Diêm Vương. Chính phán quan đã thay tim cho con để con được thông minh trí tuệ, và ngài cũng đổi đầu cho vợ của con. Và tất cả những chuyện cải tử hoàn sinh là do con có được từ quyển sổ sinh tử của phán quan, cho nên con chỉ biết trước chứ con không biết tà thuật gì cả. Chuyện là như thế này thưa quan. Thank you.
nói phán quan có thể hiện thân thành người kết bạn cùng uống rượu với ngươi. Câu chuyện thật là quan đường, nhưng ta cho ngươi một cơ hội sống. Nếu phán quan xuất hiện ở đây cho mọi người thấy, sẽ chứng minh được lời ngươi nói là sự thật. Dạ dạ. Lục Huynh ơi, Huynh hãy xuất hiện đi, hãy xuất hiện để cứu đệ đi. Lục Huynh, Lục Phán Quan, xuất hiện chú cũng con đi. Lục Phán Quan, xuất Lục hiện Huynh đi ơi. Thôi đủ rồi, đem hai tên xảo trá này giáp vào ngục cho ta. Đây, đại nhân, quan ngủ. Quan quá quan, tha cho tụi con. Quan quá quan ơi. Lục Huynh, Huynh đã xuất hiện rồi. Huynh hãy mau cứu vợ của đệ đi. Ta cho nhà ngươi trái tim để cho nhà ngươi bất ngờ ngợt, vậy để thực hiện ý nguyện đỗ đạt thành danh. Nhưng sau khi ngươi đã khôn ngoan rồi, ngươi lại giở trò tráo trở lừa thầy phản bạn, hậu quả đó chính nhà ngươi gây ra, tự nhà ngươi phải gánh chịu. Ta Lục, không thể nào cứu được rồi. Lục Phán Quan, Triệu Lan đã biết lỗi rồi, xin ngài hãy cứu chúng con. Mong người hãy cứu vợ chồng tôi, xin người. Ta chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Cách gì? Xin trả lại trái tim cho ngươi, trả lại cái đầu cho nương tử ngươi, và lấy cái đầu của nương tử ngươi trả lại cho tiểu thư nhà họ Lê. Như vậy tất cả mới trở về y như cũ. Có nghĩa là tôi trở thành kẻ ngờ ngạch. Như vậy nhà ngươi có bằng lòng trở lại như cũ hay là không? Con bằng lòng. Thưa Phán Quan, con bằng lòng. Tôi Triệu Lan trước đây khờ khạo, như là người hiền lành, tốt bụng. Xin Phán Quan hãy trả lại Triệu Lan của ngày xưa. Được. Lục Phán Quan kết tình bạn cũ với Triệu Phúc, cả hai rất tâm đầu ý hợp. Lục Phán Quan uống rượu rất hảo, mỗi lần uống là liên tục cả chục chén mới thôi. Chỉ vài lần mà Triệu Phúc đã say mềm, ngủ mê mệt. Lúc tỉnh dậy thì chỉ còn ngọn đèn mà Lục Phán Quan đã đi.